Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Audi Molokuwe, là dòng xe đạp đến từ một cái thương hiệu xe ô tô rất là đẳng cấp trên thế giới. Và xe thì là khung nhôm và càng trước càng sau được sử dụng là carbon, và bộ chuyển động của xe là bộ Shimano 105 cộng với bộ vành nhôm. Đây là vành Acacium Rex của Mavic, một loại phụ tùng rất là nổi tiếng của Pháp. Được trang bị trên chiếc xe thì đi vào phần khung trước thì khung xe mang cái thương hiệu ô tô rất là nổi tiếng này, bốn vòng tròn này của Audi, trong màu sơn đỏ và phối với những cái họa tiết vàng rất là đẹp. Lớp sơn nguyên bản thì toàn bộ khung sơn này còn là tương đối là mới các bác nhé, rất là ít vết xước, chỉ có những vết xước nhỏ, xước dâm và đã qua quá trình sử dụng và là nhập khẩu từ nước ngoài về, nên là có những vết xước nhỏ, xước dâm được tránh khỏi. Càng trước càng sau được sử dụng là carbon, những cái mối nối carbon này các bạn nhìn thấy đây là nhôm và đây là cái mối nối carbon xuống đây. Trọng lượng xe thì cũng rất là nhẹ các bác nhé, chỉ khoảng là dưới chục cân. Bộ lốp chuyển động Shimano 105 với 9 tầng líp và 2 tầng đĩa, đùi đạp cũng là đùi 105 luôn, cho xe có 18 mức độ khác nhau. Phanh ba mảnh nguyên zin theo xe và sử dụng bộ vành bánh và mây ư của Mavic dòng Acacium. Đi vòng cuối lỗ đến phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị ở trên tay lắc là bộ 105. Trước sau được sử dụng bi vòng bạc đạn. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 53 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm, thì cái size của xe nó cũng khá là lớn. Các bác đi từ khoảng 1m68 đến khoảng 1m80 thì phù hợp. Bộ chuyển động Shimano 105 với 9 lít và 2 đĩa cho 18 mức độ khác nhau. Vành bánh Mavic hiệu Pháp, chuyển động này, các bác nhìn trên hình rất là mượt mà. Chiếc xe này được bán với mức giá là 12.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cùng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.